Chào các bạn, mình đang ở trên cái tuyến đường quốc lộ 28B và chuẩn bị đi theo hướng đèo Đại Ninh để mà về Bình Thuận ra cái hướng mà thành phố Phan Thiết á. Nếu mà các bạn đi Lâm Đồng mà đi chơi Đà Lạt hay là Bảo Lộc mà quen với cái tuyến quốc lộ 20 rồi thì mình khuyên các bạn mà đam mê phượt á, đam mê trên những cái cung đường á, nên chọn đi những cái tuyến như là tuyến quốc lộ 28 và 28B đi qua đèo Gia Bắc, còn 28B thì đi qua đèo Đại Ninh. Mình sẽ cảm nhận được những cái tuyến đường mới, những cái đường đèo, những cái khúc cua đẹp và nguy hiểm. Khi mà mình chinh phục được rồi á thì rất là tuyệt vời. Ở đây á là ngay cái đoạn mà giáp ranh giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Các bạn thấy cái biển gì không? Lâm Đồng, hẹn gặp lại quý khách, see you again. Đấy, tuyến đường quốc lộ 28B này á, thì đây là một cái tuyến đường phụ thôi, cũng là một tuyến quốc lộ nối giữa hai tỉnh, nhưng mà do là tuyến đường phụ ít cái lượng xe lưu thông cho nên là đường ở đây mình đánh giá là cũng không có được đẹp cho lắm, nhưng mà các bạn nên đi trải nghiệm ha. Hai bên đường mình thấy cũng có khá là nhiều hoa dã quỳ vào cái mùa cuối tháng 10 đầu tháng 11 này á. Rồi các bạn đi lại đây mình chỉ cho cái bản địa phận tỉnh Lâm Đồng và địa phận tỉnh Bình Thuận. Nó cũ quá à, nhưng mà nên chụp những cái biển cũ như thế nó mới chất ha. Lại đây, ngay cái khúc này nè, nó có một cái biển ranh giới tỉnh Bình Thuận, một bên là ghi địa phận tỉnh Bình Thuận, một bên là tỉnh Lâm Đồng ha. Cái tuyến quốc lộ 28B này á, thì nó nói ở trên kia là quốc lộ 20 và cái điểm cuối cùng dưới kia là quốc lộ 1A. Tuyến đường này dài hình như là khoảng 68 km, đâu đó gần 70 km, trong đó có khoảng là gần 20 km là cái đường đèo quanh co của cái đèo Đại Ninh á, thì rất là nguy hiểm, nhưng mà mình nghĩ là nên đi và nên chinh phục. Và bây giờ mời các bạn cùng mình đi phượt qua cái tuyến đường này ha. Đi thôi, bây giờ mình sẽ cùng trải nghiệm đi bằng xe máy đi phượt qua cái tuyến đường đèo Đại Ninh này, để cho bạn nào mà chưa đi chưa biết á thì qua clip này mình sẽ biết được một cái tuyến đường đèo khá là đẹp luôn. Bên cạnh đó thì mình nghĩ là các bạn nên đi những cái tuyến đường như là quốc lộ 55 này, 55B này, rồi tuyến quốc lộ 28 này, tuyến quốc lộ 27, 26, 25. Đó là những cái tuyến mà bắt ngang chia cắt ngang từ quốc lộ 14 xuống quốc lộ 1A á, rất là hay. Rồi, mời các bạn xem tiếp clip, đi tiếp nào. Chào mừng các bạn đến với những cái chuyến đi phượt của kênh YouTube Ồ Ngon Thật. Ở clip trước mình đã giới thiệu cho các bạn một cái chuyến đi về thành phố Bảo Lộc, chụp những cái tấm ảnh rất là chill trên đồi chè, và sau đó thì tụi mình đi tìm hoa dã quỳ ở trong hồ Kala, một cái nơi mà có hoa dã quỳ rất là đẹp với những cái tấm ảnh mà mình rất là ưng ý. Kèm theo đó là những cái cảnh quay flycam nguyên cái cung đường hoa dã quỳ, phải nói là tuyệt đẹp luôn. Và chiều hôm đó khi mà quay về, tụi mình quyết định chọn cái tuyến đường quốc lộ 28B để mà đi về. Đi cái tuyến quốc lộ 28B này á các bạn, thì nó sẽ xa hơn, vì từ cái điểm đầu tiên là quốc lộ 20 giao nhau với quốc lộ 28B, đi hết cái tuyến đường này xuống tới quốc lộ 1A thì đâu đó tầm khoảng 70 km. Qua đường đèo thì chúng ta sẽ chạy rất là chậm. Rồi từ cái điểm mà giao nhau quốc lộ 28B với quốc lộ 1A đi vào trong thành phố Phan Thiết là cũng 30 km nữa. Rồi từ thành phố Phan Thiết đi về thành phố Hồ Chí Minh là 200 km nữa. Nghĩa là tổng cái quãng đường mà chiều nay tụi mình đi về đâu đó tầm khoảng là 300 km, và dự kiến di chuyển khoảng tầm 6 đến 7 tiếng đồng hồ hoặc là có thể hơn. Chưa kể cái thời gian mà chúng mình dừng lại nghỉ ngơi rồi ăn uống, hoặc là dừng lại chụp hình quay phim, hoặc là cũng có thể là cái cung đường đèo Đại Ninh quanh co, nên là đi sẽ rất là chậm. Nhưng mà trong những cái chuyến đi phượt, bản thân mình và mình cũng khuyên các bạn là mình nên chọn những cái tuyến đường mới, những cái tuyến đường lạ, những cái tuyến đường nào mà mình chưa đi, thì khi mà mình đi á, mình sẽ cảm nhận được những cái nơi mà mình đến á, nó rất là tuyệt vời. Những cái vùng đất mà mình chưa đi, chưa đến, những cái cung đường mà mình chưa đi á, khi mà mình thử cái cảm giác đi lần đầu sẽ có rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Và cái tuyến đường quốc lộ 28B này á,
mình đã đi được vài lần rồi. Và mỗi lần đi như thế đều có một cái cảm xúc riêng, vì những cái cung đường đó nó giống như là thỏa mãn cái đam mê của mình. Đam mê của mình là đi phượt và trên những cái cung đường của đất nước Việt Nam mình. Đây là quốc lộ 28B. Đoạn đường này ngày xưa có tên gọi khác là đường Lương Sơn Đại Ninh. Đây là cái tuyến đường nối liền hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Cái tuyến đường này dài chính xác theo như mình đo ở trên Google Maps cũng như là tham khảo trên báo chí là dài 69 km. Trong đó đoạn qua tỉnh Bình Thuận là dài 51 km. Đường có điểm đầu giao nhau với quốc lộ 1 thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, và điểm cuối là giao nhau với quốc lộ 20 thuộc xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Thì tụi mình đi theo cái hướng mà từ quốc lộ 20 đi về quốc lộ 1A. Thực ra ngày xưa cái đoạn đường Lương Sơn Đại Ninh này khởi công xây dựng để phục vụ cho cái việc mà đi vào cái đập thủy điện Đại Ninh. Cung đường này được khởi công vào tháng 5 năm 2003 và hoàn thành vào tháng 3 năm 2018 để mà phục vụ đi vào cái nhà máy thủy điện Đại Ninh, phục vụ cho cái tuyến đường đi vào trong cái nhà máy thủy điện. Đến tháng 3 năm 2014 thì Bộ Giao thông Vận tải mới quyết định chuyển tên cái tuyến đường Lương Sơn Đại Ninh thành quốc lộ 28B, và từ đó được rất là nhiều những cái bạn trẻ yêu môn phượt cũng như là những cái du khách họ đi cái tuyến đường này, vì cái tuyến đường này á vừa đẹp, vừa đi qua cảnh đồi núi và đi qua cái tuyến đèo Đại Ninh, một cái khung cảnh rất là ngoạn mục. Quốc lộ 28B được xem là cái tuyến đường ngắn nhất để mà kết nối hai cái trung tâm du lịch, đó là thành phố Đà Lạt với thành phố Phan Thiết. Trên cái tuyến đường này á, như mình đã nói ban đầu, là có một cái cung đèo Đại Ninh nằm trên địa phận hai xã Phan Lâm và Phan Sơn. Đèo Đại Ninh dài gần 20 km, có nhiều cái khúc cua gắt, nhiều ổ gà và cũng rất là nguy hiểm, vì cái đoạn đèo này phải đi qua cái địa hình là đồi núi, từ cái địa hình bão lộc cao từ 900-1000m xuống đồng bằng. Thì các bạn biết rồi, vừa có một cái độ dốc rất là gắt và vừa đi qua cái địa hình là núi, nên là cái đoạn đường đèo á, đèo này uốn lượn quanh co rất là nguy hiểm. Bạn nào mà yêu cái bộ môn phượt sẽ thích chinh phục cái cung đường đèo này. Và chính vì cái tuyến đường này rút ngắn cái việc mà đi từ thành phố Phan Thiết lên Đà Lạt, nên những cái du khách nào mà ở Bình Thuận đa phần họ sẽ chọn cái tuyến đường này, bên cạnh đó là tuyến quốc lộ 28 hoặc là tuyến quốc lộ 27 để đi về đèo Song Pha. Theo như mình đánh giá thì đây là một cái cung đường khá là nguy hiểm. Phải nói thật sự là cung đường đèo Đại Ninh, đoạn nguy hiểm nhất của cái cung đường này. Nhưng mà khi mà đi qua đoạn đường này á, chúng ta sẽ có dịp ngắm cảnh. Vào cái mùa nắng, ta có thể ngắm toàn cảnh một phần của tỉnh Bình Thuận và cái hồ nước ở phía dưới. Chúng ta có thể đứng lại chụp hình, quay phim. Vào cái mùa mưa thì đèo có nhiều mây mù và dày đặc, tạo một cái khung cảnh mờ ảo hiếm có, nhiều cái sương mù, nó gây cho các bạn khuất đi cái tầm nhìn, nên là mình khuyên các bạn không có nên đi vào cái mùa mưa, đặc biệt là cái mùa đó là sạt lở rất là nhiều. Ngày nay á, các bạn phượt đều muốn một lần chinh phục cái cung đường đèo này, có nhiều đoạn nó sạt lở nguy hiểm, nhưng mà đa phần các bạn đều muốn đi và các bạn sẽ chọn đi vào cái mùa khô. Từ cái hướng đi mà Bình Thuận lên á, đèo này chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất, khi mà vừa qua khỏi khu dân cư xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình khoảng 2 km, thì chúng ta sẽ bắt gặp cái đoạn này. Đoạn này như là cái cửa ngõ bắt đầu leo lên đèo vậy đó các bạn, với nhiều cái khúc cua. Nhưng mà đoạn này thì cũng chưa có nguy hiểm lắm. Đoạn thứ hai có những cái khúc cua rất là gắt và
cụ thể là nằm tại cái khu vực vừa qua khỏi cái nhà máy điện Bắc Bình, trước đây gọi là Đại Ninh á, thì với nhiều cái khúc cua cùi chỏ cực kỳ gắt luôn. Nhưng phải nói thật sự là tụi mình đi vào cái mùa này, đây là cái mùa tháng 11, trời quang mây tạnh, trong xanh, mình cũng thấy có những cái điểm sạt lở và được nhà nước khắc phục làm đường lại rất là ngon lành. Tuy rằng bên cạnh cũng có những cái đoạn đường xấu, khó đi, ổ gà, nhưng mà đa phần mình nghĩ là một cái tuyến đường phụ mà như thế này thì khá là tuyệt vời. Các bạn phường nên đi cái tuyến đường này để biết thêm một cái tuyến đường khá là đẹp, khá là nguy hiểm. Và mình phải nói thêm nha, tuyến đường này đã gây ra rất là nhiều những cái vụ tai nạn thảm khốc cho xe ô tô, nhất là những cái chiếc xe khách. Từ năm 2009 đến nay có nhiều vụ tai nạn lắm rồi, nên khi các bạn lái xe qua đây nhớ cẩn thận nha, vì những cái chuyến đi phượt phải an toàn, đến sớm đến muộn gì cũng phải an toàn để chúng ta còn nhiều cái chuyến đi phượt khác nữa nha các bạn. Sau khoảng hơn 30 phút chạy từ ở trên đỉnh đèo thì bây giờ mình đã sổ hết đèo Đại Ninh. Thì cái đoạn đường này như lúc nãy mình nói á, từ bắt đầu từ tuyến quốc lộ 20 nói tới tuyến quốc lộ 1A, thì cái tuyến quốc lộ 28B này khoảng 70 km, thì trong đó có khoảng gần 20 km là đường đèo Đại Ninh quanh co và khá là nguy hiểm. Đây là cái tuyến đường mà mình nghĩ rằng các bạn phượt nên đi một lần, đi để trải nghiệm và biết. Thì ngay chỗ này nè các bạn, khúc đường phía dưới này á thì khá là đẹp. Đường phía dưới này khá là đẹp và ngay đây nó có cái bảng nè. Đây, bạn nào mà đi về đèo Đại Ninh sẽ thấy có một cái bảng là lái xe chú ý đường đèo Đại Ninh bị sụp nền, sạt lở đất đá rất là nguy hiểm. Ngoài cái việc mà những cái đoạn đường á quanh co, cái đoạn đường uốn cùi chỏ như mình có quay GoPro và mình đứng lại chụp hình á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Thì đoạn đường này mình thấy sụp lở khá là nhiều luôn. Nên nếu mà các bạn phượt mà đi vào cái mùa mưa, cái mùa mà gió, cái mùa mà mùa đông á, cái mùa mà tháng 7, 8, 9 này kia á, thì nên né những cái mùa đó ra. Tại vì đi cái mùa đó thì khá là nguy hiểm luôn. Đi mùa nắng thì không sao, đi mùa nắng nó cho đường khô ráo, rồi nó không có mưa, nắng ráo thì chúng ta đủ cái tầm nhìn, thì đi sẽ rất là tuyệt vời. Còn trong cái mùa mưa các bạn, nếu mà mùa mưa, vừa mưa nè, đường trơn nè, rồi sạt lở, núi nó sạt lở xuống thì khá là nguy hiểm cho chúng ta khi mà tham gia giao thông ở cái đoạn đường này ha. Đấy là một số lưu ý mà mình chia sẻ cho các bạn. Nếu mà bạn nào có muốn đi cái tuyến quốc lộ 28B để mà qua cái đường đèo Đại Ninh, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái tuyến quốc lộ 28 đi đèo qua Gia Bắc, nó cũng là song song với cái tuyến đường này nè. Một lần nữa chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái cảnh buổi chiều. Đi phượt thích nhất là mình chụp hình và ngắm cảnh trên những cái cung đường lạ lạ. Rồi ở đây có nhiều cỏ lau quá. Cỏ lau khá là đẹp luôn. Bây giờ là 4 giờ rưỡi rồi. Hy vọng là tầm khoảng 5 giờ chiều là mình ra tới tuyến quốc lộ 1A. Thì từ Phan Thiết quốc lộ 1A đi về thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km nữa. Thì dự định thì mình chạy bình á, thì ngày xưa giờ mình chạy thì đâu đó tầm khoảng 50 km trong 1 giờ. Thì tầm khoảng 9 giờ tối mình sẽ tới nơi, chưa kể cái thời gian mà dừng lại nghỉ ngơi và ăn uống. Rồi, thôi tiếp tục cái hành trình. Qua clip này, kênh Ô Con Thật giới thiệu cho các bạn cái tuyến đường đi phượt quốc lộ 28B đi qua đường đèo Đại Ninh, khá là quanh co, nguy hiểm mà đẹp. Nếu các bạn thấy clip mình hay thì nhấn like và subscribe để mà ủng hộ cho mình, và nhớ đón xem những cái clip tiếp theo sau này của mình nha.